Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Ngày 6 tháng 3 tại tỉnh Antopu của Lào, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tổ chức lễ khởi công dự án thủy điện CK Mản 1, một trong những công trình quan trọng nằm trong chương trình hợp tác năng lượng giữa chính phủ Việt Nam và Lào. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Sổm Sa Vạt Lệnh Sa Vát đã tới dự và ấn nút khởi công trình thủy điện CK Mản 1. Dự án thủy điện CK Mản 1 do Công ty Cổ phần Điện Việt Lào làm chủ đầu tư, Tập đoàn Sông Đà làm tổng thầu EPC. Dự án có tổng mức đầu tư 441 triệu đô la Mỹ với tổng công suất thiết kế 322 MW, được xây dựng ở hạ lưu sông CK Mản, là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam. Dự án gồm hai bậc, bậc trên là công trình thủy điện CK Mản 1 và bậc dưới là công trình thủy điện CK Mản San Say. Vị trí dự án thuộc địa phận hai huyện San Say và Say Thet Tha, tỉnh Antopu, cách biên giới Việt Lào qua cặp cửa khẩu Bờ Y của Việt Nam và Phù Cưa của Lào khoảng 80 km. Theo tiến độ, sau 5 năm xây dựng, cả hai công trình thủy điện CK Mản 1 và CK Mản San Say sẽ hoàn thành và vận hành thương mại, cung cấp tổng sản lượng 1,22 tỷ kWh điện mỗi năm. Trong đó, 20% tổng sản lượng sẽ tiêu thụ tại Lào, còn lại sẽ bán về Việt Nam qua hệ thống truyền tải điện 500 kV giữa hai nước. Trước đó, ngày 10 tháng 2 năm 2011, Chính phủ Lào và Công ty Trách nhiệm hữu hạn điện CK Mản 1 đã ký hợp đồng BOT với thời hạn 25 năm kể từ ngày đưa nhà máy vào vận hành thương mại. Tiếp tục các thông tin về việc đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết hiện toàn bộ lao động Việt Nam đã ra khỏi Libya. Việc đưa người lao động Việt Nam tại Libya về nước vẫn đang tiến hành một cách thuận lợi. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, các tổ công tác liên ngành của Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước lân cận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế giúp lao động Việt Nam về nước nhanh và an toàn. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, đến ngày 6 tháng 3, toàn bộ lao động Việt Nam tại Libya, gồm 10.334 người, đã ra khỏi biên giới nước này, hiện đang tập kết tại các nước lân cận trở về nước, trong đó có 1.200 người tại Tunisia, 650 người tại Thổ Nhĩ Kỳ, 292 người tại Algeria, 150 người tại Hy Lạp, 65 người vừa nhập cảnh Ai Cập. Riêng số lao động Việt Nam sơ tán sang Matan đã về nước hết. Tính đến 21 giờ ngày 6 tháng 3, đã có hơn 7.000 lao động Việt Nam tại Libya về nước, chưa kể một chuyến chuyên cơ chở 210 lao động, theo dự kiến hạ cánh vào 23 giờ 30 ngày 6 tháng 3. Hầu hết số người về nước ngày 6 tháng 3 đi theo chuyên cơ, mỗi chuyến chở từ 200 đến 336 người. Chuyến tàu biển chở 1.177 lao động Việt Nam cũng đang trên đường về cảng Hải Phòng. Tiếp theo là thông tin về một số vụ tai nạn tại các nước. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra tại bang Santa Catarina ở miền Nam Brazil rạng sáng ngày 5 tháng 3, làm ít nhất 25 người thiệt mạng. Các nguồn tin từ cảnh sát và bệnh viện cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng giữa một xe buýt chở khoảng 50 người với một xe tải chở gỗ. Địa điểm xảy ra tai nạn gần thị trấn Descanso thuộc bang Santa Catarina, gần đường biên giới Brazil-Argentina. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Cũng trong ngày 5 tháng 3, một chiếc máy bay chở khách AN-148 của Nga đã gặp nạn trong quá trình bay thử, làm toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 2 phi công của Myanmar. Chiếc máy bay đã rơi xuống làng Gakbuzovo thuộc huyện Alexeyev của tỉnh Belgorod và bốc cháy. Đây là một trong hai chiếc máy bay mà nhà máy chế tạo máy bay Voronezh đã ký hợp đồng bán cho Myanmar trong tháng 3 này. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các nhân viên điều tra và lực lượng cứu hộ Nga đã được triển khai tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân khiến máy bay rơi. AN-148 là loại máy bay chở khách do nhà máy Voronezh của Nga và tập đoàn Antonov của Ukraine phối hợp chế tạo, chở được từ 70 đến 90 hành khách, bay xa tới 5.000 km với vận tốc từ 800 đến 870 km/h. Nó có thể cất cánh và hạ cánh ở mọi điều kiện thời tiết, xuống các sân băng và sân đất. Chiếc máy bay gặp nạn này được thiết kế năm 2001, bắt đầu bay thử nghiệm vào ngày 17 tháng 12 năm 2004 và thực hiện chuyến bay đầu tiên theo tuyến Kiev-Kharkov vào tháng 6 năm 2009. Hiện Ukraine đang khai thác ít nhất 80 máy bay AN-148. Như thường lệ vào ngày cuối tuần, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những sự kiện thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần vừa qua.